chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Kính thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ Trường Giang cùng với Mạc Văn Khoa, hai nghệ sĩ hài kết hợp với nhau trong dự án phim điện ảnh 30 chưa phải là Tết của đạo diễn Quang Huy. Thưa quý vị, đây là dự án phim hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị và các bạn vào đầu năm mới. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video nhé. 30 chưa phải là Tết. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Trường Giang đóng phim Tết năm 2020 cùng Mạc Văn Khoa, hai nghệ sĩ hài kết hợp cùng với nhau trong dự án phim điện ảnh 30 chưa phải là Tết của đạo diễn Quang Huy. Đây là dự án phim hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả vào ngày mới của đầu năm mới. Hai diễn viên chính của phim được tiết lộ gồm Trường Giang và Mạc Văn Khoa. Nó đánh dấu sự trở lại của Trường Giang từ sau thành công của Siêu Sao Siêu Ngố mùa Tết năm 2018. Hai năm qua anh vắng bóng ở điện ảnh bởi vì trải qua nhiều cột mốc như lập gia đình, làm cha, vân vân. Trường Giang vào vai Hân, mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với ba nhưng thường xuyên bị đánh đập. Hân hận người đàn ông ấy nên bỏ quê lên thành phố lập nghiệp. Sau 12 năm Hân về quê, giành miếng đất của chính cha mình để có thể cưới được con gái của ông chủ tập đoàn bất động sản lớn nhất Sài Gòn. Nào ngờ anh bị rơi vào vòng lặp thời gian vô tận khi phải sống lặp đi lặp lại trong đúng 10 ngày 30 Tết. Thưa quý vị và các bạn, Mạc Văn Khoa thì vào vai Thích Tu, là bạn từ nhỏ với Hân. Từ nhỏ Thích Tu đã sớm muốn đi theo con đường tu hành. Anh luôn đưa ra những lời khuyên, triết lý hướng thiện cho Hân. Và chính điều này đã giúp Hân phần nào giúp đỡ người dân trong làng. Và chính Hân cũng đã cứu sống ba của mình. Đứng chung sân khấu với nhau nhiều lần nhưng đây là lần đầu cả hai hợp tác trên màn ảnh rộng. Khi diễn với Mạc Văn Khoa, Trường Giang như tìm thấy mình ngày còn tươi mới, chưa nhiều kinh nghiệm, diễn tự nhiên. Còn Mạc Văn Khoa thì được làm việc với Trường Giang giúp anh học được nhiều điều về kỹ thuật, có thêm kinh nghiệm. Sự kết hợp của họ hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị nhiều tiếng cười. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Trường Giang đã dành 4 đến 5 tháng trời cho dự án điện ảnh lần này. Nhiều lần trên phim trường anh đã nhập vai khóc đến mức không thể dừng lại. Nam nghệ sĩ cũng áp lực khi đóng phim cùng nhiều anh chị gạo cội khác trong phim. Thưa quý vị, 30 chưa phải là Tết là một thành ngữ thân quen của người Việt, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ. Nó đôi khi được sử dụng với nhiều ý nghĩa tích cực, để bảo ban nhau không cần phải quá vội vàng trước một việc gì hết. Tuy nhiên nó cũng được dùng cho ý nghĩa châm biếm, trào phúng, đừng chủ quan bất cứ việc gì khi nó chưa thực sự kết thúc hoặc chưa xảy ra, thưa quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đạo diễn Quang Huy chọn thành ngữ này để đặt tên phim vì muốn tạo không khí quen thuộc vào ngày Tết. Nó cũng bám rất sát tính cách, hoàn cảnh của nhân vật chính. 30 chưa phải là Tết có sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Tấn Beo, Phương Thanh, Kiến An, Lãnh Thanh, Oanh Kiều cùng các dàn khách mời Đức Phúc, Nhạc Trắng, Huỳnh James, Cai Đinh, Bình Gâu. Phim sẽ ra rạp đúng dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Xin quý vị và các bạn cùng chào đón bộ phim này nhé. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Quý vị đừng quên ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ kênh cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.